gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa, lòng chia dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng có một thời cắp sách đến trường, học từng con chữ O A, và có biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ trong sáng và tinh nghịch, để rồi bị các thầy cô giáo phạt đứng trước cờ hoặc góc lớp, và những cái đánh đòn bằng sự dạy dỗ yêu thương cho chúng ta thành người. Khi chúng ta trưởng thành, ngoảnh lại đã thấy vụt đi qua, có lúc lục tìm lại trong ký ức, ta lại thấy một nỗi buồn, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ sân trường cũ đến mang mác buồn. Vâng, và hôm nay đây, chúng tôi có dịp trở về thăm lại mái trường xưa, thăm lại bạn bè và tri ân các thầy cô giáo cũ. Ngôi trường năm nào nằm trong lòng thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chúng tôi mỗi đứa một phương trời xa cách, trở về đây hội ngộ, ai ai cũng chung một cảm xúc, niềm vui với biết bao kỷ niệm của tuổi học trò. Tôi về thăm lại trường xưa, đâu đây vang vọng nụ cười ngày xưa. Tôi xa ngày ấy đến giờ, tôi xa xa tiếng thầy cô giảng bài. Giờ về thăm lại trường ơi, tóc thầy đã bạc, điểm ngôi trên đầu, xây bao nhiêu những nhịp cầu, giờ đây cô cũng mái đầu pha sương. Kể từ ngày chúng tôi rời xa mái trường yêu dấu ấy, nơi mà chúng tôi được các thầy cô chấp cho đôi cánh bay xa ra ngoài xã hội, và hôm nay đây cũng dưới mái trường này, chúng tôi về đây tề tựu gặp lại các thầy cô giáo cũ năm xưa, người lái những con thuyền ước mơ hoài bão cho bao thế hệ ở dưới mái trường này. Mọi cảnh vật hôm nay đã thay đổi theo thời gian, nhưng với chúng tôi, những hình ảnh của mái trường ngày xưa ấy vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của từng người, bởi nó là một quãng thời gian dài của tuổi học trò biết bao nhiêu kỷ niệm cho đến ngày hôm nay. Bao năm lên phố xa làng, những con bướm trắng hoa vàng lối quê, nhớ bài tập đọc A-E, thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ. Siêu nghiêng nét chữ dại khờ, tay cô cầm ấm đến giờ lòng em. Vở ngày thơ ấu lần xem, tình cô như mẹ biết đem sánh gì. Tờ giấy nguệch ngoạc bút chì, thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề. Thương trường cũ nhớ làng quê, mơ sao được một ngày về thăm cô. Và hôm nay đây, chúng tôi được về tề tựu dưới mái trường năm xưa, gặp các thầy cô giáo cũ, tóc đã bạc màu theo thời gian và sức khỏe cũng đã giảm sút đi nhiều. Nhưng với chúng tôi, các thầy cô vẫn mãi như ngày xưa ấy, với những câu chữ EA đánh vần, những cái cầm tay uốn từng con chữ nhỏ, và những cái đánh đòn bằng thước kẻ của sự yêu thương. Tuổi học trò cũng sẽ qua đi, xin giữ lại tháng năm trong lưu bút, tạm biệt nhé sân trường đầy hoa phượng, những kỷ niệm vương vấn với thời gian. Tuổi học trò của chúng tôi dù trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về vẫn luôn bồi hồi sao xuyến lạ. Mỗi khi hè sang, nghe tiếng ve kêu, nhìn hoa phượng nở, chúng tôi thường bâng khuâng một nỗi buồn. Hai từ giá mà được lặp đi lặp lại với những bạn bè, người mỗi khi gặp nhau. Xa nhau rồi mới trân quý những ngày ở bên nhau, chia tay rồi mới thấy mình nợ nhau, nợ một ánh mắt, nợ một nụ cười, và cả ngàn lời xin lỗi với các thầy cô.
tiếc nuối thật nhiều và yêu thương cũng thật nhiều. Phải chi thời gian quay trở lại một lần thôi, để ta biết trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Thời gian lặng lẽ trôi, ấy cũng là quy luật tất yếu của tạo hóa. Hôm nay được trở về ngôi trường thân yêu, nơi bao năm gắn bó, hầu hết các thế hệ học trò đều không giấu được những cảm xúc bâng khuâng. Nhìn khoảng sân trường giờ bóng cây xanh, nhớ sao thuở ấy, vào mỗi giờ ra chơi, bạn bè chúng tôi thường chạy ùa ra dưới những tán cây tre bóng mát vui đùa, chuyện trò râm ran. Những trò chọc ghẹo ghép đôi của tuổi học trò cũng từ đó, để rồi chúng bạn rượt đuổi nhau khắp sân trường. Ngày chia tay quãng đời học sinh, cũng nơi sân trường ấy, mỗi khi lại bị dị trao nhau dòng lưu bút. Nhìn những dãy phòng học, nhớ sao tiếng thầy cô giảng bài, nhớ lớp học, chỗ ngồi thân quen, nhớ những người bạn ngày ngày đều đặn đạp xe đến lớp đến trường. Vậy mà ngày ấy đã mãi mãi đi xa. Nhớ những hình ảnh của các thầy cô giáo dạy từng con chữ thuở nào, mà trong lòng chúng em lại cảm thấy nghẹn ngào đến lạ. Xin được cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn tình yêu thương, cảm ơn từng con chữ mà các thầy cô đã cầm tay uốn nắn. Cảm ơn thời gian đã cho chúng em biết chân quý tình nghĩa thầy trò và tình bạn gắn bó từ thuở ban sơ cho đến tận bây giờ. Chúng ta đã xa mái trường thân yêu, xa thầy cô giáo đến nửa cuộc đời. Và hôm nay, chúng em được tri ân tình cảm thiêng liêng ấy với bằng tất cả lòng biết ơn và kính trọng. Xin được gửi lại mái trường và các thầy cô đã chắp cho chúng em đôi cánh ước mơ sẽ mãi là hành trang quý giá theo chúng em đến tận cuối đời.